Bây giờ iPhone nhé, nếu iPhone mà rơi nước nhé, tự em đang nói từ những đời như là 4, 4S, rồi 5, 5S, 6, 6S ấy, mà rơi xuống nước ấy, mà theo các clip bảo là cứ cho vào thùng gạo mới ngâm ấy, thì đây, đây là con này em còn chết rồi nha, em chưa đến nỗi ngộ rồi vất con nước đây. Ví dụ rơi nước này, nhấc nó ra, kiếm một cái vật khô như khăn, lau khô đi, lau khô sạch sẽ, vẩy nước đi, vẩy nước, vẩy nước đi. Nếu mà máy nhá, đây là con đã rơi nước nha, em sẽ ví dụ trên con máy khô nhá, khi bảo bây giờ em vứt con này vào đây để em ví dụ thì thôi em chịu. Đây ví dụ như máy đang bình thường này, nó vẫn đang có nguồn này, giữ chặt nút nguồn, tắt nguồn đi cho em. Và mọi người đi mua những cái thiết bị như này nhá, một cái tuốc để vặn đít ốc này, một cái tuốc bốn cạnh này, nếu cần mua thêm cái nhíp này, một cái rút màn hình này và một cái bộ nia màn. Cái này thì đơn giản nhất là chạy ra một cửa hàng phụ kiện gần nhà, bảo nó là cho tao mua bộ đồ tháo iPhone, nó sẽ có những cái này cho mọi người nhá. Nó có đầy đủ hết và cái này nó rẻ lắm, không đáng bao tiền cả, nó khoảng tầm 5-70 nghìn, hoặc nắm là quá nó chém thì lên đến 100 thôi. Thì đơn giản mình về mình tháo ra, tháo hai cái đốc ra nhanh nhá, giữ chặt cái này, đẩy nhẹ màn hình xuống nhá. Đây, đẩy nhẹ màn hình xuống nó sẽ tạo ra một cái khe hở. Đây, đẩy nhẹ màn hình này xuống nó sẽ tạo ra khe hở. Còn nếu mà khó làm quá thì ra đây qua cửa hàng em ngồi em dạy cho, em có mồi nhá. Em có những con máy chết, rồi cũng có những con máy nát, rồi có những con máy demo, rồi có những con máy zin. Đây em đang tháo một con zin nhá. Con máy này là con máy mới của em nhá. Em vừa tắt nguồn rồi quên mất. Đây. Khi với những đời 5 hay là những đời 4 thì nó vặn, nó đẩy đi nắp lưng, hay những đời 5 thì mình có thể nhấc lên ngay, 6 mình có thể nhấc lên ngay, nhưng với 5S thì lưu ý một điều là nó có cái sợi dây cáp này, cái sợi dây cáp này chính là sợi Touch ID ở trên này, nó nối dưới main. Thì mọi người phải để ý cái này nhé. Tháo cái con này ra trước này. Chọc nhẹ vào bên rìa này, gẩy nhẹ nó ra. Chọc nhẹ vào đây, gẩy nhẹ nó lên. Đó, xong rồi tiếp tục lấy cái tanh này nhẹ nhàng vào đây. Hoặc là mọi người ở trong cái hộp thì nó có những cái miếng như này, những cái miếng như này, nhưng nó là miếng dài, ấy vào đây gậy cũng được, gậy này cũng được. Anh em thì em quen lấy cái này rồi, đó, gậy nó ra, gậy ra. Nhanh chóng đầu tiên là vặn bốn cái này để tháo cái cáp màn ra, tháo màn hình ra. Như cái bài clip mà em hướng dẫn tháo 6 ấy, thì với trên con 5 này em hướng dẫn là tháo 5S nhé. Đây là với những cái máy mà bị rơi nước nhé. Làm nhanh có nghĩa đừng có nghĩ đến cái chuyện là vẩy khô rồi là ủ gạo 2-3 hôm nó mốc hết mên là ăn cám ấy. Tại vì rất nhiều con nó rơi nước xong rồi các ông làm y chang như thế, rồi mang ra các cửa hàng sửa điện thoại là mốc sư hết mên. Mốc hết mên là thôi coi như đáp đi. Tự nhiên mình đi học những kinh nghiệm trên mạng nó dạy giả vờ, dạy không đúng. Đây con của em nó zin thì cái mên nó vẫn còn đỏ này. Cái quỷ tím vẫn còn trắng này. Quỷ nó vẫn còn trắng, quỷ vẫn còn trắng này. Nó chưa chuyển màu đỏ. Đây là con vỏ zin nhé, hôm nay em lấy zin con này, con email này em không bán nhé, tí nữa em sẽ chỉ cho email. Lại phải xếp rõ ràng, đây con email này là 683366. Tháo hết ra. Tháo ở cây zin ra. Hết không chừa một cái ốc rồi. Mọi người cứ hình dung đấy là với iPhone ấy, việc sơ cứu này là mọi người đừng có chọc mạnh vào mạch thôi, có nghĩa là những cái đầu nhọn này không được chọc vào mạch thôi. Còn đâu là có những cái ốc nào trên main các bạn tháo hết ra mang đến thợ rồi người ta sẽ nắp lại cho các bạn, nên các bạn đừng có nghĩ đến chuyện là mình tháo ra rồi mình không biết nắp nó vào đâu hay địa chỉ chỗ nào nắp vào chỗ nào. Nếu mà đơn giản nhất đấy là mọi người khi con 5S này nó dính như thế nhá. Chỉ với những cái tô vít, bộ tô vít này thì mọi người tháo hết ra cho mình tất cả những cái ốc bốn cạnh, cam kiếp là tháo hết các cáp collect này, tháo bung hết ra, có nghĩa là tất cả các cáp nào mà liên quan đến là gắn các linh kiện vào main ấy, mọi người tháo hết, không để một cái cáp nào còn cả, tháo hết. Cái việc này thì nó thật ra là mình thì mình không thể nào ứng kiếm được kịp thời,
mình như mình bảo là xử lý cái con này thì như mình là một thợ thì mình cũng sẽ biết là phải lau Putin rồi lau các thứ linh tinh rồi là cò nóng cò lạnh rồi đủ trò thì nó sẽ khô rồi nó sẽ ấy rồi soi trên mạch xem là nó có chập chỗ nào hay không. Thì với mọi người ấy thì chỉ cần tháo hết những bước như thế này ra nhé, lấy cuộn giấy vệ sinh này. lấy cuộn giấy vệ sinh này lau hết tất cả các cái vết ở trên mền, lau hết có nghĩa là nước nó vào đâu lau hết, lau sạch, lau khô, lau khô chấm hết tất cả, không để chừa lại một vết nào cả, lau khô khô hết đó. Còn nếu mà trong cái bộ đấy nó có một cái con tuốc nó vít này, cái con tuốc nó vít đầu nó là bốn cạnh, nó có cái chóp đỉnh này, thì con tuốc đấy nó dằm nhằm cái mục đích đấy là vặn các cái ốc trụ này, các ốc trụ ở trên mên này, đây các ốc trụ ở trong con mên này nó có các ốc trụ này, đây nó có bốn cái ốc trụ đây. Nếu mà vặn được cái này ra, nếu mà mọi người vặn được cái này ra thì nói chung là với cái việc tháo hẳn con mên ra thì nó sẽ có một cái tỷ lệ an toàn tốt hơn nữa khi các bạn mang đến cửa hàng sửa chữa. Có nghĩa là đơn giản nhất là các bạn tháo hết này ra nhé, tháo hết cái này ra này, sau đó là cầm nguyên con mên, mên một đống ốc này cho hết vào một cái túi nhỏ, đống ốc này cho hết vào túi nhỏ, màn hình cho vào túi nhỏ, camera cho vào túi nhỏ, cầm con mên này chạy ngay đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại uy tín, sau đó bảo là máy em vừa rơi nước, em đã tháo hết ra này rồi, anh chị xem là vệ sinh, xem nó có chập chạch ở đâu không giúp em. Thì những cửa hàng điện thoại nó sẽ biết một cái điều đấy, là đơn giản nhất là các bạn có nghề. Có nghề thì người ta sẽ không bịt. Các bạn hình dung những cái người có nghề thì ít khi bị lừa đó. Đây là với con mên 5m. Với mên 5m, đây nó có những cái cáp kết nối này. Không có việc gì cả, cứ nhấc hết nó ra. Nhấc hết ra. Đó, xong lau vào. Lấy khăn này, lau khô hết. Những cái miếng như thế này này cũng có thể bóc nó ra như thế này được. Lau sạch sẽ rồi mang ra một cửa hàng gần nhất. Mang lại một cửa hàng gần nhất điện thoại hoặc là sửa chữa điện thoại, bảo là anh ơi vệ sinh giúp em, Putin đâu đánh khô cho em. Rồi có thể người ta sẽ tháo hết những cái lồng kim loại này ra. Những cái lồng này ra. Lúc đấy mình sẽ không quan tâm đến là máy mình còn zin hay không zin nữa, mình quan tâm đến làm sao để vệ sinh thật kỹ được cả bên trong này nhé. Tất tần tật các cái con chip bên trong này, tại vì những cái này nó cũng có khe ở nhé. Nếu các bạn để ở dưới nhiệt độ mà kiểu như để vào thùng gạo ấy thì các cái nước mà nó chui vào các cái khe hở này, nó chui trong đây và nó làm mốc hết tất cả những con chip ở trong này và nó gây ra chập. Đến lúc mà nó chập hết trên toàn bộ con mên này, nó làm chết hết tất cả con ở trên này, như con CPU hay là những con chip IC, thì các bạn lúc đấy sẽ rất là khó cứu. Thì việc tốt nhất đấy là các bạn, một là mang hẳn một con máy như thế này, cầm thẳng ra một cửa hàng bảo nó sửa cho. Hai là vặn ra lau khô bằng cái này, rồi cầm con mên đến một cửa hàng bất kỳ vào nó xem và nó khắc phục cho. Đấy là cách tốt nhất khi máy rơi nước thế nhá.